ông Trần Phú An, chánh văn phòng đại diện phía Nam, Viện Nghiên cứu APEC. Về phía cấp huyện, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Quân, Phó trưởng công an. Ta cũng chẳng lấy chi. Bác sĩ Nguyễn Công Ly, Phó trưởng phòng trung tâm y tế huyện Châu Phú. Ông Phạm Thái Toàn, thường trực hội đồng y huyện Châu Phú. Ông Trần Minh Công, chủ tịch hội đồng y huyện Châu Thành. Tiếp theo là vị trí cấp xã Mỹ Đức, xin được trân trọng giới thiệu ông Lý Thanh Tùng, chủ nhiệm y tế xã Mỹ Đức. Vị trí khu du lịch Nhãn Thương Mai, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, chủ đầu tư phòng trải nghiệm học cổ truyền Nhãn Thương Mai. Ông Lê Thành Lợi, giám đốc khu du lịch Nhãn Thương Mai. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện quý báu đại diện các đạo, các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã ấp, đặc biệt là những tập thể cá nhân đã có những sự đóng góp vô cùng quý báu cho việc thành lập phòng chuẩn bị y học cổ truyền Nhãn Thương Mai. Tất cả chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Thành Lợi, giám đốc khu du lịch Nhãn Thương Mai, đại diện cho chủ đầu tư đang có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa quý vị khách về tham dự buổi lễ, tôi xin thay mặt cho khu du lịch Nhãn Thương Mai thông qua báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng phòng chuẩn bị y học cổ truyền Nhãn Thương Mai. Kính thưa ông Dương Đình Thạnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, kính thưa ông Đào Hữu Quân, quân đoàn hải, quý khách và bà con xa gần lễ khai trương. Các trường yêu cầu chăm sóc khám và điều trị bệnh cho bà con nhân dân trong và ngoài địa phương, nhất là bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cần phương pháp y học cổ truyền. Từ đó, ông Nguyễn Thanh Hải là chủ khu du lịch Phạm Hương Mai quyết tâm dành những chút phí để xây dựng phòng chuẩn bị y học cổ truyền. Cơ sở khám bệnh y học cổ truyền Nhãn Thương Mai gồm 3 hạng mục. Hạng mục chính, phòng chuẩn bị y học cổ truyền với diện tích là 2.000 m2, kinh phí xây dựng và trang thiết bị là 2.5 tỷ, thời gian xây dựng và hoàn thành là chị ở đâu Hà phải không? Dạ. Các công trình phụ trợ cần có nhà cốt ở Đồng Tháp, mà em có coi clip của Hà quay chim sâu, chim sâu quá, dạ. Mẹ nuôi chim sâu quá, dạ. Quá chị nãy giờ đi ngoài, em có chim Hà ở trong cái xây dựng là 1 triệu đồng. Ngoài em nhỏ con phần nhân sự đội ngũ thầy thuốc phòng chuẩn bị trên dưới 50 người. Hạ quyết tâm đem hết trình độ chuyên môn, ý chí và nghị lực để tận tụy phục vụ bà con nhân dân trong và ngoài địa phương. Cuối cùng, xin kính chúc lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã cùng tất cả bà con tham dự buổi lễ khai trương được dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng. Kính thưa quý vị, các tôi được xin thông qua cái giấy phép hoạt động khám và chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh An Giang, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh của giám đốc Sở Y tế An Giang số 00793 trên An Giang trên GBHD, căn cứ luật khám bệnh chữa bệnh ngày 9 tháng 1 năm 2023, căn cứ nghị định số 96/2023 trên NDCB ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh. Xét đề nghị của trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh tên cơ sở khám chữa bệnh phòng chuẩn trị y học cổ truyền Nhãn Thương Mai, hình thức tổ chức phòng chuẩn trị y học cổ truyền, địa điểm tổ 23 ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thời gian làm việc hàng ngày từ 7 giờ đến 11 giờ,
từ 13 giờ đến 17 giờ, 7 ngày trên một tuần, và chỉ hoạt động chuyên môn, thực hiện kỹ thuật chuyên môn, được giám đốc sở y tế phê duyệt ban hành kèm theo chính sách hoạt động này, tham gia ngày 25 tháng 6 năm 2024, ký thay giám đốc phó giám đốc Đoàn Thanh Hùng. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
tuyệt vời từ quý vị lãnh đạo. Và sau đây chúng tôi xin được xướng tên năm vị đại biểu lên sân khấu để nhận năm đó hoa tay rực rỡ từ phía ban tổ chức chúng tôi. Trước đây xin được trân trọng kính mời ông Kim Đức Thành, ông Nguyễn Hồng Quân. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Liên, ông Nguyễn Văn Hải và ông Lý Thanh Tùng. Xin được trân trọng kính mời năm ông lên sân khấu. Và sau đây xin mời anh Hải và anh Hải năm đó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý,
cùng toàn thể bà con chúng ta tham quan. Nắm tay kè ông ba cho Tuấn nha. Nắm tay kè cho Tuấn nha. Nắm tay kè ra sao, còn cấp thuốc nằm ở đâu. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nhận diện qua thật có thể trong phút khắc ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2024. Nói là cô khiêm tốn nhưng mà từ lúc ở Sài Gòn là cô Hai đã làm rồi, ở ban từ thiện ở Nhi Đồng 2 nè, về Bảo Hòa, nhưng mà cô Hai cũng góp phần trong đó, cô Sáu góp phần đó rất là nhiều. Mà bây giờ lớn tuổi thì cô Sáu cũng trở về An Hòa Tự ở Phú Tân, cũng tiếp bên mà bên đạo, bên giáo hội. Khi nào hữu sự thì có cô Sáu. Dạ. Bên từ thiện giáo hội. Cô Hai tiếp là xe Mai Thảo đó, xe Mai Thảo từ Sài Gòn về Phú Tân đó. Còn mới biết lần đầu tiên. Tấm lòng vàng, đặc biệt là cô tấm lòng thì lúc nào cũng lo cho mọi người, thì tiến độ của cô rất là xa, nhưng mà bữa nay mọi người mới biết cô Hai. Nghĩa đứng lên giới thiệu vòng vòng luôn đi. Đây là mấy cô ở núi Sam. Còn đây là Vũ Hòa Hảo, cứu nhiều. Còn đây là sư phụ, đây là đặc biệt là sư phụ. Sư phụ là trước là tài trợ thuốc ở đây đó, cấp thuốc đó. Dạ, chú Ba Gừng đó. Đây là hàng thuốc của chú Ba Gừng mà thường xuyên Út Hà like những cái phần thuốc đắp lên cho cả nhà, ai đắp đâu hết đó cả nhà. Bữa nay được diện kiến ông thầy Ba Gừng này nha. Hôm nay sư phụ hôm nay được 95 tuổi rồi. 95 tuổi. Thì nghĩa cũng hay theo sát nút ông ba để ông ba truyền nghề lại đó. Dạ. Dạ. Lúc giờ đó là Út Hà thường giới thiệu thuốc của chú Ba Gừng. Thì đắp về khớp đó ha. Nhất cho mỏi. Bà con thấy mặt của chú Ba Gừng luôn là ngày lễ 95 tuổi. Dạ. Thầy trường thằng Thái chú còn rất bền vững luôn ha, vững. Thằng Thái rất là tốt luôn à. Dạ,
cảm ơn thầy Nghĩa nãy giờ đã giới thiệu và chia sẻ. Còn ở đây quên giới thiệu nữa, cô Đủ này là sản xuất đồ chai. Cô Mỹ hả? Cô Mỹ hả? Nốt. Cũng làm từ thiện ở nhiều nơi. Con đi xe của tôi nhiều lần lắm. Đi theo đặt xe đó đi với anh Nam Khen qua bên Thái luôn. Đúng rồi. Mày á không nốt. Tao biết. Mày mày nốt nốt. Tôi nói nãy giờ con không ra. Nó làm được đi qua cửa khẩu nó dẫn con gom nó đi với tôi luôn. À gì mới nhớ lại hả? Dạ mới nhớ. Dạ mới nhớ. Dạ luôn bà già năm nay tôi thảo mới nhớ luôn. Không mới nhớ luôn. Ừ, Mỹ rất khó. Mỹ không. Chị Chính chào chị nha. Chào em. Dạ, chị Tư. Bữa nay em đi đâu vậy? Dạ, bữa nay em lên khai trương phòng thuốc của anh Hải đến đó chị. Dạ. Là mang tên là Dạng Hương Mai đó. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị đi lên với con trai hả? Dạ. Dùng ngon miệng chị ơi. Dạ, dạ.